Xin kính chào tất cả các bác yêu Lan. Hôm nay đến hẹn lại lên thì tôi tiếp tục ghi hình một số hình ảnh gọi là áp phiên của ngày 15 tháng 11 năm 2018, để cho các bác biết trước là ngày mai tôi sẽ có những cái hàng gì để các bác có thể đặt mua ngày mai thôi nhé. Còn hiện tại thì tôi cũng không không thể nghe điện thoại này, cái giờ này khá là muộn rồi. Các bác nhìn này, hôm nay là ngày 14 này, tối 14, 11 giờ hơn rồi. Có nghĩa là 23 giờ qua 5 phút rồi. Tôi còn rất là nhiều việc, tôi chưa xong việc này. Thì tôi cũng không quên nhiệm vụ là cho các bác xem trước một số hình ảnh. Để các bác bận việc chẳng hạn thì các bác có thể xem hàng, xem video clip vào lúc này. Bận việc vào sáng mai chẳng hạn ấy. Thì tôi cũng phải nói luôn là thứ nhất là tôi không đưa ra giá ở cái video clip này và cũng không có số điện thoại. Bác nào muốn tìm hiểu và muốn mua, các bác có thể vào YouTube gõ từ khóa Lan rừng Thủy Cai hoặc là Lan rừng Thủy Cai Cao Bằng. Các bác sẽ thấy video clip của tôi kênh Lan rừng Thủy Cai. Không dài dòng nữa cho các bác xem luôn. Thì tôi sẽ có cái phi điệp tím này, các bác đang nhìn thấy trên màn hình. Phi điệp tím này khá là nhiều. Và đa số toàn dề khủng nhé các bác nhé. Dề khủng, dề to. Đấy. Ví dụ như cái dề này. Rồi. Các bác có thể nhìn thấy này, nó to hơn cả ngón trỏ của tôi rồi. Cái thân thân rất là mập và to. Các bác đừng nhìn những cái lá này mà lo lắng, tại vì là cái mùa này ở miền Bắc ấy thì phi điệp nó cũng đang rụng lá xuống lá, cho nên là nó có một chút vấn đề về những cái lá như này, ví dụ như là rụng lá này, ví dụ vàng úa này đấy. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đâu các bác ạ. Đây là những cái cây phi điệp vùng Mường Lát Thanh Hóa, cho nên là các bác có cơ hội quay xổ số vì cái hoa rất là cao. Tại vì đây các bác có thể nhìn thấy đây, những cái cuống lá nó rất là xanh. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây, cuống lá chỗ này rất xanh. Đấy. Xanh ở đây có nghĩa là nó không hoàn toàn là xanh sạch, nhưng mà chưa chắc xanh sạch thì đã trúng số các bác ạ. Nó chỉ xanh xanh một nửa nửa thôi. Đấy, nhưng mà dù sao cũng nhìn nó cũng khá đặc biệt rồi. Đây. Đấy, nó một nửa nâu, một nửa xanh đấy, kiểu kiểu như thế. Và thông báo với các bác là toàn các dề khủng đấy nhá, nhiều dề rất là khủng. Đây tôi để treo lên cho các bác xem nhìn. Đấy, phi điệp tím, những cái dề như này to như này chắc phải tiền triệu rồi, tôi cũng chưa biết bao nhiêu nhưng mà tôi đoán thế. Ngoài phi điệp tím hàng rừng thì tôi còn có sơn thủy tiên bán theo hình ở đây. Tiếp theo, hôm nay toàn dây khủng thôi các bác ạ. À, đây là kiều tím. Cây này cây gì là vào đây, kiều tím nhá các bác nhá. Kiều tím và cũng cũng rất là khủng luôn. Các bác có thể nhìn này, so sánh với ngón tay tôi này, rất là to này. Đấy, không những to và rất là dài. Bản lá của nó này rất là dày các bác ạ. Các bác tôi để ngón bàn tay này, các bác tưởng tượng xem đấy, nó dài gần một gang rồi, còn những cái lá rất là to đây đấy, bốn ngón của tôi rất là to và thân rất là dài. Đây tôi đo từ chỗ này nhé, 1 2 3 4 5 6 7, nó phải đến mét mét tư, thân dài nhất phải đến mét tư và cái dề rất là to. Kiều tím thì đa số toàn dề to, nhưng các bác có thể xem bên kia, tí nữa tôi sẽ cho các bác xem chi tiết. Bây giờ giới thiệu qua đã, qua đây có một cái dề lẻ tôi ghi hình cho các bác như vậy. Đây này, thân này to thậm chí sắp bằng ngón cái luôn.
Chí Linh, đây là cái vỏ nhé các bạn. Chí Linh nói đến là cái ngón trỏ. Đây, cái chỗ này chỗ phình nhất này. Ừ, rất là to. To hơn ngón trỏ nhé. Đó, đấy là kiểu tím. Ngoài ra chúc Phật bà. Chúc Phật bà tôi bán theo cân. Nhìn chung với chúc Phật bà đợt này nó thân già cũng nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó có những cái thân non nó cũng đang bục mắt hoa ra như vậy. Đó. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đấy. Trắng trắng này. Đó, đang chuẩn bị ra hoa rất là nhiều. Tiếp theo là kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa này. Thằng còn xanh mướt đấy. Rất là xanh, thì là xanh lét luôn. Kim điêu nhựa tôi bán theo cân. Tiếp theo là một cái loại rất là đặc biệt. Đây là phi điệp ESO, hay gọi là giả hàng ESO đấy, của Đắk Lắk. À, không những đặc biệt ở cái chỗ mà nó ở Đắk Lắk mà không những mà nó còn hiếm mà nó còn lại là nguyên bản nữa. Đây các bạn có thể nhìn thấy nguyên bản này. Những cái khúc như vậy nguyên bản nhé, cắt từ rừng vậy ạ. Thì trung bình các thân của nó đều nó khoảng rơi vào khoảng 2 gang trở lên, có thân chỉ hơn 1 gang thôi, nhưng mà có thân hơn ngắn thì nó lại nhìn nó hơi hơi nù đấy, nhìn khá là đẹp. Đây cái này thì tôi bán từng khúc, mỗi khúc khoảng 500-600 gì đó, các bác chú ý nhé, sáng mai các bác có thể đặt hàng. Tiếp theo là sóc Lào. Sóc lào thì đợt này cũng nhiều cây to nhưng mà hàng nó cũng bình thường, không được gọi là xuất sắc cho lắm đây, nhưng mà cây cây của nó rất là to, lá lướt cũng nhiều, mà cũng có bên cạnh đó cũng có lá xếp này, ví dụ lá xếp này, bên này lá lướt này. Tiếp theo là đùi gà dẹt. Đùi dẹt thì hôm nay tôi chỉ có hàng theo cân thôi, hàng theo dề tôi không 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 lọc được rồi, tôi không chọn ra được rồi. Phi điệp vàng thì tôi còn nhận ơn một số bác, không biết là còn bác nào nhiều nữa, không biết là con chỗ này có đủ không. Tôi cứ quay như vậy tại vì một số bác đặt mà tôi chưa thể đóng hàng kịp trong tối hôm nay, sáng mai tôi sẽ đóng hàng tiếp. Phi điệp vàng hàng chuẩn rừng Cao Bằng đấy các bác nhé. À, bên kia là hài gấm. À, đây là trầm tím thân nù và đốt ngắn nhưng mà thân rất là dài các bạn ạ. Ví dụ điển hình cái dề đây, tôi đặt một cái cho các bác so sánh đấy, rất là to. Như lúc nãy tôi nói thì hôm nay hàng nhà tôi toàn hàng khủng và to thôi đấy, nó dài ở 2 gang. Có những cái đây thì thân của cái dề này dài, rất là dài, hơn 2 gang đấy. Không những dài mà còn to nữa, rất là to. Không, tuy nhiên thì không phải dề nào như vậy đâu, đấy thì tôi đưa ra một số dề thôi, có dề nó cũng bé lắm nhưng mà đa số toàn thân nù, nhìn nhìn rất là thích các bạn ạ. Mỗi tội là nó cái mùa này nó rụng hết lá rồi cho nên là nhìn nó không bắt mắt lắm. Nhưng nếu mà còn lá xanh lè thì các bác khỏi khỏi phải sầu luôn đấy, nhìn những cái thân như này mà mùa lá nó ra lá thì quá là tuyệt vời. Rồi, tiếp theo. Đây là Hạc Vĩ Thiên Cung. Hạc Vĩ Thiên Cung thì hàng này cũng thuộc dạng thân rất là to đây các bạn ạ. Đấy, ngón cái không bằng nhưng mà ngón trỏ thì khả năng là hơn một chút đây. Đó. Hạc Vĩ Thiên Cung tôi bán theo cân. Mùa này nó đang xuống lá rất là nhiều. À, đây là cái hàng khá là hot trong thời gian vừa rồi tôi lấy mà không kịp cung ứng đủ cho các bác đây. Đây là cây cửu bảo tiên.
cửu bảo tiên, rất là nhiều cây của hai mầm như vậy nhé. Đây, một mầm đây, một mầm đây. Đấy, thân rất là đẹp, dài tầm một gang trở lên, khoảng đấy. Đây, mấy cái giò giả hạc ESO. Tôi là khoan lỗ làm cái móc treo lên để cho đỡ chật nhà đây. Đây nhá, cùng cái lô nguyên bản lúc nãy tôi cho các bác xem trước ấy. Đây chính là giả hạc ESO. Đây, cửu bảo tiên, rất là nhiều cửu bảo tiên. Bộ rễ của nó nhìn giống như là dâu. Nhìn như bộ dâu ấy. Đấy. Rất là giống như rễ. Đây, một số giò giả hạc ESO đây. Tôi treo lên như vậy, lúc nãy tôi vừa khoan lỗ này. Lúc nãy tôi vừa khoan lỗ này, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đấy. Khoan lỗ vào đây, treo lên cho nó tiện. Tuy nhiên thì được một số giò thôi, một số giò thì cách mọc của nó không phải mọc theo theo cái hướng này, cho nên là tôi cũng không thể khoan lên được. Tại vì nó cũng mọc mọc ngang khúc gỗ, tôi không thể khoan vào đây, tôi chỉ treo ngang lên được. Đây lại cửu bảo tiên đây. Phật ngọc đợt này rụng lá khá là nhiều rồi. Càng về sau này nó càng rụng lá nhiều các bạn. Đấy, càng đợt hàng về sau càng rụng lá nhiều. Bên dưới này là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên theo cân. Tôi bán theo cân. Tuy là hàng theo cân nhưng mà đa số của nó là toàn dề đấy nhá các bác nhé. Đấy. Lâu lâu có một hai cọng như vậy nhưng mà nó không đáng kể. Đấy, toàn dề rất là to. Đây này, các bạn có thể nhìn thấy lá xanh mướt luôn. Hài lông này, tiên nữ vũ nữ gì đó. Đây là phi điệp năm cánh trắng bán theo cốc. Thì đây là hàng cấy mô bên Thái Lan đấy nhá các bác nhé, không phải hàng rừng đâu. Nhiều bác cứ hỏi hàng rừng hay sao, nhưng mà nếu mà là hàng rừng thì nó không giá rẻ như vậy đó, và nó cũng không trồng ở cốc như vậy đó. Đây là hàng người ta cấy mô hoặc là gieo hạt gì đó, đại khái là thế. Nói chung là người ta nhân giống hàng loạt. Đây là kiều vuông thủy tiên năm cánh trắng, và bên cạnh đây là một số dề cái gì nhỉ, hoàng thảo xoắn, thì những tôi quên tên, hoàng thảo xoắn rất giống đùi gà. Đây là chuỗi ngọc, tôi còn một cái dề khủng này, không biết là bác nào lấy chưa, dề số 10 này, 430.000, rất là to. Chuỗi ngọc thì bán theo cân nhé, có một cái dề kia thôi. À, đây là hoàng thảo vôi này, và hoàng thảo vôi. Bên này là long tu đá tím, long tu đá hoa tím. Đây là hạc vĩ bắc đây. Còn đây là những cái dề kiều đây này, dề kiều tôi lúc này tôi cái hình từ phía bên kia cho các bác này. Rất là to luôn, toàn dề khủng, phải nói là khủng, to thì nó cũng chưa đúng, khủng là dài, dài toàn mét 2, mét 3 trở lên đến mét rưỡi, rất là dài. Rồi bên cạnh đó thì nhà tôi cũng có một số thuốc chăm sóc hoa lan, ví dụ như là B1, Atomic, hay là keo liền sẹo, keo liền da, da cây, kích rễ N3M, Hùng Nguyễn và kích rễ của Thái Lan. Kích rễ này thì các bác pha 10 cc trên 1 lít nước, và kích ki duy xanh, kích ki duy đỏ ở dưới này nữa. Rồi, ok, cơ bản thì thế. Nếu mà có thể thêm một số phần nữa, nhưng mà căn bản là bây giờ tôi công việc tôi chưa thực hiện xong.
tôi chưa làm giá xong một số cây, cho nên là bây giờ tôi sẽ tiếp tục dừng video và tôi tiếp tục làm việc. Đồng hồ dự báo thời tiết khá lâu rồi nhưng mà chưa thấy mưa, bị nước vào các bạn. Bây giờ là gần 11 rưỡi, 23 giờ 21 phút rồi. Tạm biệt các bác nhé, hẹn gặp lại các bác trong các cái clip tiếp theo và video ngày 15 tháng 11 của Lan rừng Thủy Cai Cao Bằng.